chờ chân sút từng lọt vào mắt xanh huấn luyện viên Tác tỏa sáng ở U23 Việt Nam. Khoác áo U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2023 là cơ hội tốt để chân sút Phạm Đình Duy thể hiện khả năng và có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Phạm Đình Duy đã trải qua những ngày buồn nhất trong quãng đầu của sự nghiệp khi cùng với câu lạc bộ Đà Nẵng rớt hạng V-League và xuống chơi giải hạng nhất mùa 2023-2024. Tuy nhiên, khi một cánh cửa khép lại thì một cơ hội khác cũng mở ra khi Đình Duy bất ngờ được triệu tập lên U23 Việt Nam. Dù chân sút sinh năm 2002 hội quân muộn và chỉ có vỏn vẹn một buổi tập cùng đội tại Hà Nội, nhưng anh được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng điền tên vào danh sách 26 cầu thủ sang Thái Lan chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023. Đình Duy trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Đà Nẵng. Anh thi đấu tốt ở các giải trẻ U21 quốc gia, được đôn lên đội 1 của đội bóng sông Hàn từ mùa giải 2022. Kể từ khi được thử lửa ở V-League, chân sút 21 tuổi nhanh chóng khẳng định được khả năng trở thành nhân tố quan trọng của đội chủ sân Hòa Xuân. Ngay trong mùa đầu tiên được hít thở bầu không khí của sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, Đình Duy đã ghi dấu ấn với 18 lần ra sân và đóng góp 4 pha lập công, 3 kiến tạo. Chân sút quê Đà Nẵng nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt. Với màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải 2022, chân sút sinh năm 2002 đã lọt mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tháng 11 năm 2022, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã gọi Đình Duy lên tập trung đội tuyển Việt Nam để tham gia giải giao hữu Tam Hùng trên sân Thống Nhất nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm. Đó cũng là lần đầu tiên Đình Duy được khoác áo một đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tài năng trẻ này khó có thể cạnh tranh với những tiền đạo giàu kinh nghiệm như Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn. Đến trước SEA Games 32 ở Campuchia, Đình Duy cũng được huấn luyện viên Chu Si gọi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam. Nhưng một lần nữa, anh không thể trụ lại trong danh sách chính thức. Phù Thủy Trắng vốn là người có triết lý bóng đá hiện đại, thích cầu thủ có thể hình, trong khi Đình Duy khá nhỏ người. Đến năm 2023, Đình Duy tiếp tục thi đấu nhiều trong màu áo câu lạc bộ Đà Nẵng. Phong độ của anh có phần chững lại, theo chiều hướng chung của đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu ở V-League, chân sút 21 tuổi hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các tiền đạo trên hàng công của U23 Việt Nam như Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai, Vĩ Hào, câu lạc bộ Bình Dương, Nguyễn Minh Quang, câu lạc bộ Bình Thuận, Vũ Minh Hiếu, câu lạc bộ Cheonan City. Giải U23 Đông Nam Á 2023 cũng được xem là cơ hội tốt để Đình Duy có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Bên cạnh Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng cũng là cầu thủ trẻ đến từ câu lạc bộ Đà Nẵng nhận được sự kỳ vọng. Sinh năm 2003, tài năng của Phi Hoàng thậm chí còn phát tiết sớm hơn Đình Duy khi anh được đôn lên đội 1 từ mùa giải 2020. Chân sút 20 tuổi từng được vinh danh ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2022. Trước đây, Phi Hoàng cũng từng được huấn luyện viên Đinh Thế Nam gọi lên đội tuyển U20 Việt Nam đá vòng loại U20 châu Á 2023. Tuy nhiên, câu lạc bộ Đà Nẵng không nhả quân vì Phi Hoàng là nhân tố quan trọng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, trong khi đội bóng sông Hàn đang đối mặt với tình cảnh khó khăn. Khi những đồng nghiệp cùng lứa như Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Bùi Vĩ Hào đã bước ra ánh sáng thì Phi Hoàng cũng đang đứng trước cơ hội thể hiện khả năng của mình. Giống như Đình Duy, Phi Hoàng dù hội quân rất muộn nhưng vẫn được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng nhờ kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Trước mắt, bộ đôi tài năng trẻ của câu lạc bộ Đà Nẵng cần phải tận dụng trận đấu tới khi U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok, 18 giờ ngày 15 tháng 8. Trận đấu này được xem là bài kiểm tra then chốt để ban huấn luyện đưa ra những đánh giá tổng thể trước khi chốt danh sách chính thức gồm 23 gương mặt sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ của các giải đấu quốc tế. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sau.